Vâng, Cường Video xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì cũng rất là lâu thì trong buổi tối hôm nay thứ sáu các bạn, thì em mới ra cửa hàng buổi tối hôm nay. Và nhân dịp cuối tuần ngày mai thứ bảy chủ nhật thì cũng bên Hiếu Minh cũng ra một chương trình khuyến mãi, có thể nói là trong lịch sử đối với combo của dàn là em chưa áp dụng bao giờ. Như các bác biết thì đối với sản phẩm bên Hiếu Minh bán ấy thì đa số là em bán cái mức giá rất là tốt rồi. Đấy, nên để áp dụng và tặng một cái sản phẩm gì đó nó giá trị như hôm nay thì là thật sự luôn là chân tình, là từ ngày làm kênh rồi, từ ngày bán hàng rồi em chưa bao giờ áp dụng chương trình này. Nhưng hôm nay thì có một cái gì nhân dịp ngày rất là vui thì bên Hiếu Minh sẽ áp dụng một cái chương trình khuyến mãi sốc cho các bác, đối với các bác là mua combo bộ dàn nhé. Đây, em đang quay tại cửa hàng này, chuẩn bị đạn lòng rồi, chuẩn bị đạn lòng đồ đạc các bác ạ. Em là buổi live stream nhưng mà hôm nay không đủ người, vì ngày mai chắc em sửa, em làm cái tấm ở đây là em sẽ làm một cái kệ lớn đây sửa, nhưng mà nên là chưa thời gian, người chưa sắp xếp được, thì mai sau kia hôm nào làm xong kệ em có buổi livestream trực tiếp ở tại cửa hàng. Thế đây, hàng hóa thì vẫn luôn đủ hàng đủ mã cho các bác nhá. Bên trong thì toàn hàng mới, ở đây là toàn hàng bãi các bạn. Bầu biếc em mới lấy cấp thêm Quad 3 1 C2 C4, vẫn chương trình thì khoan mã cho các bác như bình thường. Và quay vào vấn đề thì hôm nay bên Hiếu Minh sẽ áp dụng chương trình đó, tặng một bộ micro trị giá 2.500.000 đồng cho các bác mua bất kỳ combo bộ dàn nào, bất kỳ combo bộ dàn nào các bác nhé, mic xịn nó cho vào noi nhé, có loa DB hoặc RSR nha, cứ có loa với bất kỳ các bác ghép đẩy vang mic kiểu gì cũng được. Đó, em tặng bác một bộ combo này với combo bộ dàn. Thì trước mắt em tặng bác là hàng xịn sò. Thường thường các kênh khác hay cửa hàng khác, chương trình khuyến mãi thường sẽ áp dụng với những cái bộ mic tên rất là lạ, bản thân cửa hàng chưa bán bao giờ. Còn em bán cho bác đây là bộ mic của hãng xịn sò, vẫn em vẫn bán lẻ hàng ngày. Trị giá bộ mic này là 2.500.000 đồng. Trên nghĩa là bác mua bộ dàn gần như bác được tặng một bộ mic trị giá rất là giá trị. Mà trên hình như các sản phẩm bên Hiếu Minh được bán giá cũng là rất là tốt rồi, đúng không ạ? Đây các bác cùng ngắm. Đầu tiên thì chiếc mic PSVK6, nghĩa là bác cần lựa chọn trong hai, bác thì lựa mic nào cũng được. Còn mic anh em đi show sự kiện được các bác nhá, em phải nói rất rõ. Đi show sự kiện được, dòng này tiếng mic rất là dày, ấm. Cố lên một chút, đối dòng mic này em vẫn đang bán lẻ là 2.500.000. Các bác mời mua lẻ cái này thì bác cố lên cho em đỡ khỏi mua xua hay vấp sóng lắm. Dòng mic này đi sự kiện được này, hát gia đình này, phòng hát đều được. Nhưng tất nhiên là so sánh với mic 4-5 triệu thì nó không thể bằng được mic 4-5 triệu. Mic 4-5 triệu ấy thì tiếng mic nó dày, mượt hơn một chút nữa. Còn đối dòng mic này thì nó sẽ hơn được những dòng mic tầm 3 triệu, hơn 3 triệu một tí, đấy, hơn. Đấy, đeo phía sau hai dâu vẫn bộ mic xịn sò cho bất kỳ bộ dàn nào có loa DB hoặc loa Ericsson bác nhé. Nghe của sản phẩm loa của DB bất kỳ, còn bác mua đẩy hay là vang hay là quản lý nguồn hay cái gì thì em không quan tâm, các bác mua thì ghép thế nào cũng được. Có loa DB này em tặng bác hẳn bộ mic quá xịn sò luôn, còn biết mua tải thế nào. Đây có thể nói là một cơ hội có 1-2. Chứ em không áp dụng cho cái đến mức cái bộ dàn của bác phải đến 40-50 triệu hay gì đó, em không áp dụng. Mà em chỉ áp dụng cho bác mua loa hoặc loa Edson hoặc loa DB với combo bộ dàn đó. Đấy, em tặng bộ mic xịn sò này và chiếc mic DB Acoustic mã hiệu DB350. Đấy, xịn sò là sản phẩm chính hãng nhá, được chưa? Nhà bác mua một bộ dàn gồm một con vang số này, một đẩy, một đô la, mua 3 tặng 1. Không, một chương trình có thể áp dụng quá là chất đối với tại cửa hàng Hiếu Minh Auto. Thì em quay hình ảnh nó rất chân thực cho bác xem. Đây, đây chiếc tay mic đây. Chiếc tay mic này thì hàng công ty thì nhiều cái hình làm từ cái phủ sơn, nó cũng nhìn trông rất là xịn sò. Và cái mic này nó bằng nó sẽ bằng thép mạ chứ nó không bằng sắt nhá, nên là khó bị rỉ. Đây, cái chụp này còn mình thì bác mua mic xua hầu như là mic rỉ, tỷ lệ rỉ cao vì mic xua nó bằng sắt. Bản thân em bán có bác đến tầm này không biết bao ngàn bộ, nhưng em nói chân tình thì bao nhiêu em bán tiền nào vậy đấy, xua thì nó có 1.600.000 thôi. Đấy, đây có chế độ hai lao này, bát chép này, hàng công ty chưa, đây mua đủ đồ hết các bác nhá. Đấy, các bác mua một combo bộ dàn, bất kỳ combo bộ dàn trị giá bao tiền, miễn là có loa DB hoặc loa Ericsson
là như là Dryson là sản phẩm nhập khẩu bởi công ty DB. Đấy. Thì đều được Hiếu Minh tặng kèm theo bộ combo đó là một chiếc micro không dây cao cấp, phải có thể nói phân khúc cao cấp vì nó cao cấp hơn Sure, nên gọi là cao cấp rồi, trị giá 2.500.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết chủ nhật các bác nhé, hết ngày chủ nhật. Đối với kết cả các bác mua sản phẩm tại cửa hàng Hiếu Minh Auto hoặc các bác mua online đều được áp dụng. Đó. Vì hôm nay thiếu người, em định làm buổi livestream này em bỏ hết cả đẩy công suất ra cơ, nhưng mà hôm nay thiếu người quá nên là em làm video đây ngắn gọn và xúc tích nhất để phục vụ các bác. Hy vọng hai ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần sẽ là hai ngày mà tình cảm đối với cửa hàng Hiếu Minh dành cho các bác khách hàng, cũng như là một cái lời cảm ơn đến tất cả khách hàng, quý khách hàng yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc trong từ ngày em làm kênh giờ. Thì đây có thể nói là một cái chương trình rất là ý nghĩa dành cho tất cả những khách hàng quen thuộc trên mọi miền, cũng như là quý khách hàng đối với đến với cửa hàng Hiếu Minh Auto. Đấy. Video thì em review sơ lược. Thì các sản phẩm bên cửa hàng Hiếu Minh thì vẫn luôn sẵn có đối với sản phẩm hàng bãi các nhá. Hàng bãi thì trong tối nay này Hiếu Minh đã về dòng lo súp điện rồi, nhưng mà em chưa bật bí vì là ngày mai mới rạch súp ra. Nên là ngày mai sẽ quay cho bác. Còn đây, ở đây thì các bác nhìn thì những sản phẩm loa của đây, Edson. Loa của DB Acoustics. Dòng của DB. Đẩy DB. Các bác có thể những sản phẩm đẩy của DB cũng rất là chất, micro DB. Toàn hàng mới các nhá. Hiếu Minh toàn hàng mới. Đẩy đây. Rất nhiều đẩy công suất cho các bác anh em sự kiện nhá. Còn ngoài ra thì báo cáo bác thì không, nếu mà không các bác không mua combo thì các bác mua sản phẩm lẻ thì em áp dụng chương trình giảm giá gọi là nhẹ. Ở đây là tùy theo sản mẫu sản phẩm em có thể bớt ra lộc lá cho các bác anh em. Đối với những sản phẩm đẩy công suất tầm trung, tầm thấp, tầm cao đều có, hay những sản phẩm mic lọc nén lâm đều có chương trình, nhưng mà nó sẽ không được nó không được bớt được nhiều dày như dòng mua một combo kia thì bớt được cả bộ mic 2.5 triệu, nó được hời hơn. Còn các bác mua lẻ đây từng sản phẩm thì nó, em cũng có chương trình khuyến mãi cho bác đối 3 ngày nha, áp dụng từ tối ngày hôm nay đến hết tối ngày chủ nhật nhé. Đấy, 3 ngày. Hy vọng là đây là một chương trình cực kỳ ý nghĩa đến toàn thể các bác cũng yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Ngày mai em sẽ cấp loa mới ra các nhé. Ở đây tương đối loa mới cho bác, dòng loa loại 1 này, sản phẩm của Edison, điểm DB. DB thì mình cần hết hàng. Để DB máy hiệu DS, DX đều có bác nhé. Sơ lược hiện tại em đang có mặt tại 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội bác nhé. Và các quý khách hàng có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.